Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Giờ hôm nay mình sẽ đem đến cho anh một chiếc xe mô tô. Không phải chiếc ngồi sau đâu nha. Chiếc ngồi sau là mình chỉ để làm nền để cho mọi người thấy là mình đang làm kênh review cho mô tô, chứ không là người ta tưởng là mình review đồ ăn, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một chiếc mô tô ở trong tầm phân khúc tầm trung, đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại. Thì anh em đã biết là con xe gì rồi chứ gì. Đây chính là Ninja 400 của hãng Kawasaki. Thì cái con xe này á, nó đã ra đời từ năm 2018, nhưng cái mẫu trước mắt các bạn đây, đó là màu của năm 2019. Tiếp đến là mình sẽ đi tới cái phần đầu đèn của con xe này nha. Ở cái phần đầu đèn con xe này là mình thích nhất cái cặp đầu đèn của nó. Đấy. Ở cái trước cái dòng xe này là một cái dòng xe gọi là Ninja 300. Cái đầu đèn của nó thì cũng nhọn giống như con này à, nhưng mà mình theo cái cảm giác của mình thì nó không có đẹp bằng con này. Và cái đời đó, cái đời của Ninja 300 á, thì cái hệ thống đèn của nó vẫn là đèn halogen. Còn cái bây giờ là cái ở đời cái con Ninja 400 này là đã lên hệ thống đèn led, nhìn rất là đẹp mắt luôn anh em, nhìn nó rất là đẹp. Và cái đầu đèn này á, làm mình liên tưởng tới cái con sói á, liên tưởng tới con sói. Nhìn anh em có nhìn có thấy nó có thấy nó giống con sói không? Mình thì thấy nó rất là giống. Ở cái chiếc xe này là chủ xe toàn bộ là xe zin nha, chưa có độ. Nhưng mà ở những chiếc xe khác á, mình thấy người ta độ lên cái kính chắn gió màu đen, nhìn hầm hố hơn. Còn mình thấy kính chắn gió zin này thì nhìn cũng ổn thôi, so với mình thì nó ổn. Mình cho đèn này là 9 điểm. Một cái điểm trừ của con xe này mình không thích, đó là đã 400cc rồi nhưng mà nó vẫn chưa được trang bị cái cặp phụ upside down đó anh em. Thì nhưng mà không phải là nó không có upside down là nó sẽ nó chỉ là không có đẹp thôi. Nhưng mà theo mình cảm nghiệm cái cặp phuộc này của Kawasaki á, rất là êm, không có thua gì upside down. Nhưng mà mình điểm trừ của nó là nó không có được đẹp, không có upside down, mình thấy nó không có đẹp cho lắm. Còn hệ thống phanh đĩa thì nó đĩa rất là to, anh em thấy không? Đĩa rất là to và trang bị hệ thống ABS. Thời buổi bây giờ mà phải có ABS thôi, nó rất là an toàn. Và cái cặp mâm của con xe này đẹp. Theo mình đánh giá mâm nó đẹp. Còn cái vỏ là được trang bị vỏ zin Dunlop luôn nha anh em. Thì của nó, cái thông số của nó là đó là 110/70/17. Đấy. Còn cặp heo thì cũng vẫn trang bị của Nissan thôi. Nhìn rất là chất. Đến thì mình sẽ giới thiệu cái phần ghi đông cho anh em. Thì ở cái phần ghi đông này á, thì cơ bản về mình thì mình sẽ không thích cái phần ghi đông này. Nó là Sport City cho nên cái phần ghi đông nó nhô lên. Nhưng mà nó nhô lên á, nó vẫn không có đẹp và hầm hố giống như là cái con Yamaha R3. Yamaha R3 cái phần ghi đông của nó to, rất là đẹp, nó ngầu. Với hoặc là chiếc mới đây mà hot đó là CBR250R á, thì cái phần ghi đông của nó nằm xuống thấp một xíu, tại con đó thùng sport thì nó sẽ đẹp hơn, nó đẹp hơn. Còn cái con này á, nhìn cái ghi đông đơn giản lắm, cái ghi đông nó làm cho anh em liên tưởng lắm, giống như ghi đông của Raider vậy đó, đúng không? Nó nhỏ nhỏ như Rion Raider, nhưng mà người ta làm như vậy á là để giảm giá thành cái con xe này xuống. Mình cũng không thể trách nhà sản xuất được.
làm nó giảm giá thành thì xe nó sẽ rẻ hơn. Tôi thấy ngồi của cái ghi đông này rất là thoải mái nha, tại sự bọc city mà. Tiếp đến anh em, cái phần này là mình lại thích này, cái phần này là chính là cái phần đồng hồ đó. Đây là cái phần đồng hồ của Ninja 400, nhìn đẹp và chắc chắn, nhìn giống như một cái đồ mà điều khiển trong một cái con robot này. Anh em có thấy liên tưởng đó, cái điều đó không? Ở đây á, nó đẹp hơn cái con Ninja 300 đời trước nó nhiều. Ninja 300 cái đồng hồ nó thì nhìn đơn giản hơn cái này nhiều, và đặc biệt con Ninja 300 không có hiển thị số nha anh em. Còn con này á, nó có hiển thị số luôn cho anh em, hiển thị cấp số nè, thấy không? Đây là số mo nè, chữ N nè. Đó, chủ xe này mới order 2.500 cây thôi, xe rất là mới. Đấy, đây là cái toàn bộ cái phần đồng hồ. Mình thích nữa là đó là cái phần bình xăng của con xe Ninja 400. Nhìn anh em thấy không? Cái bình xăng của nó chỉ có 14 lít thôi, nhưng mà nhìn nó rất là lóc góc cạnh, kiểu như là nó làm những đường nét 3D á. Cái bình xăng này bằng sắt nha anh em. Thấy chưa? Rõ nghe tiếng sắt chưa? Không giống như là những chiếc R15. Những chiếc R15 mà anh em vừa thấy đó, người ta đi nhiều đó, là bình xăng nó là bằng nhựa. Này là bằng sắt này. Ninja 300 của nó vẫn là bằng sắt luôn. Ở cái con xe này á, cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là tầm, mình chạy theo mình trải nghiệm á, thì tầm đường phố á, tầm 23 đến 27 cây một lít trong nội ô Sài Gòn á. Còn mà mình chạy tour á, có thể lên 30 cây một lít. Thì theo mình đánh giá nó cao cc hơn Ninja 300, nhưng mà nó tiết kiệm xăng hơn Ninja 300, một điểm cộng. Anh em đây, anh em có thấy không? Đây là cái cây bô dinh của Ninja 400. Thì nhìn nó cũng na ná như cái cây bô của Ninja 300 vậy đó. Nó có khác một chút xíu thôi, nhưng mà nó nhìn cũng vẫn na ná như cây bô của Ninja 300. Thì cây bô này á, nó cũng êm như xe tay ga thôi. Nếu như mình không độ bô thì chiếc xe mô tô á, nó cũng êm như chiếc xe tay ga thôi. Bây giờ mình thích một điểm mình thích ở con xe này nữa là phần đuôi này nè. Anh em sẽ hãy ra coi phần đuôi của con xe này. Cái bộ đuôi của nó anh em có thấy không? Nó nhọn. Cái đuôi này đặc biệt anh em thấy cái giống cái đuôi xe của xe nào không? Đó là giống cái đuôi xe của Z1000 nè, H2 nè. Cái đuôi xe này nó khác hoàn toàn với lại cái đuôi xe của Ninja 300 và Z300 nha anh em. Cái đuôi này nó nhọn hơn. Cái đuôi xe của đời trước của xe này á, là nó cái đít nó bầu hơn. Cái đít của con Ninja 300 á, thì anh em ưa chê nó là cái đít nó bầu, nó nhỏ, nó xấu. Và bây giờ ra chiếc Ninja 400 này á, nhà thiết kế đã chiều lòng của anh em rồi đó. Nhà thiết kế sẽ đưa cái đuôi của nó nhọn ra thêm. Nhìn phía xa nha, nếu như mà con này mà anh em lên một cái bánh to nữa, nhìn từ sau nhìn tới giống như là siêu xe H2 vậy đó anh em. Thì phuộc của cái con xe Ninja 400 này á, thì vẫn là phuộc giảm sóc monoshock, phuộc đơn, không có ô lình hay gì hết, không có cái một hiệu độ nào hết. Đây anh em, mình sẽ cho một cái mà mình cực kỳ ghét ở cái con Ninja 400 này. Một cái mà mình không chỉ mình ghét thôi mà anh em cũng ghét, đó là cái gấp sau của nó. Nó cũng giống như là những dòng xe phân khối nhỏ như là Exide, Winner thôi. Nếu như mà cái gấp này á, nó được thay một cái gấp mà kiểu như là gấp của xe TFX đi. TFX chỉ có 150 thôi, nhưng mà gấp của TFX cực đẹp. Thì mình nghĩ là nếu như mà thay những cái bộ gấp đó vô, bộ gấp đồ có đường cong mềm mại đó, thì chiếc xe nó sẽ đẹp hơn. Chứ cái gấp đơn này á, mình cực kỳ không thích cái gấp đơn này. Nhìn nó, nhìn phía này nè, anh em nhìn đi, nó giống như những xe phân khối nhỏ 150 vậy. Thậm chí cái bộ gấp sau này nó thua cả TFX luôn. Nếu như mà gắn cái bộ gấp của TFX vô thì phải nói là cực đẹp. Đến phần tư thế ngồi của con xe Ninja 400 này, thì mình ngồi lên con xe này á, mình chạy á, cảm giác nó rất là thoải mái. Nó là bọt city mà, cho nên ngồi không quá chồm. Với lại cái cặp kính chiếu hậu mình rất là thích. Cái quan sát của nó tầm xa rất là rõ luôn, nhìn rõ lắm. Và cái chiều cao yên của con này không quá cao như mình đây. Như các bạn thấy mình là 1m71, nhưng mà mình ngồi rất là thoải mái, kiển chân. Thì cái con xe này những anh em 1m65 vẫn có thể chạy thoải mái, hoặc là những anh em 1m60, dưới 1m65 một chút, thì mình có thể mình hơi kiển chân một xíu, nhưng mà không sao, vẫn chạy được tốt. Ok, chiều cao yên rất là phù hợp cho người châu Á. Một cái mình thích trên con xe này đó là cái cánh im của nó nè, anh em có thấy không? Nhìn nó xước xước, rồi làm mấy khe gió, nhìn khí động học,
và nhìn nó ngầu hơn nữa, nhìn nó giống như là mang cá mập của S1000 vậy đó anh em, mà nó đẹp hơn luôn đó nha. Theo mình đánh giá là cái mang này nó còn đẹp hơn nữa, nhìn nó góc cạnh hơn. Ở cái những con xe phân khối lớn này á thì nhà sản xuất đã mặc định là cái bóng đèn nó luôn sáng, khi anh em chạy ban ngày là nó tự sáng luôn. Nhiều người đi ra đường người ta cứ nói là ơi anh ơi tắt đèn xe kìa, nhưng mà người ta không có biết là phân khối lớn là đèn xe nó tự mặc định sáng. Một cái nữa mình thích đó là côn rất là nhẹ. Đây anh em thấy mình bóp không, chút nữa mình sẽ chạy cho anh em xem, nhưng mà ở đây mình bóp cho anh em thấy là nó rất là nhẹ. Theo mình cảm nhận á, nó nhẹ hơn Excite Winner luôn đó. Nè nhẹ, rất là nhẹ nhàng nè, mình bóp một ngón nè, thấy chưa, một ngón út luôn đó, nhẹ lắm, cực kỳ nhẹ. Theo mình được biết á thì giá của xe này hiện tại là 155 triệu, chưa ra giấy. Nó cùng giá với lại Honda CBR 250RR á. Với giá đó thì một con xe 44 mã lực thì quá là hợp lý. Khi mà Minh lái con xe này á thì cái cảm giác đầu tiên của Minh á là nó rất là thoải mái. Xe hai máy nhưng mà nó không nóng nha. Rất thuận tiện cho việc mình đi làm hàng ngày hoặc là đi dạo trong phố, rất là ok. Ở cái con xe này, côn số rất là ngọt, ôm cua thì khỏi phải nói, quá bá cháy luôn. Một cái điểm mà Minh không thích đó là tiếng bô, nghe chán lắm. Minh nghĩ là phải độ bô lên thì có vẻ là nó ổn hơn xíu. Đó là những cảm nhận của Minh về cái con xe Ninja 400 này. Còn các bạn thì sao? Hãy nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Rồi, hẹn gặp anh em ở những clip sau. Trước mắt các bạn là tư thế ngồi của Ninja 4 khi chạy. Rất là ngầu. Quá chồm cũng không quá gọi là thiên về nét quá, nó tạo cho mình sự phấn khích khi lưu thông trên đường phố.